hơn 18.000 học sinh tại Bình Định tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay tỉnh Bình Định có 34 hội đồng coi thi với 42 điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Bình Định diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 6. Sáng nay các thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, mỗi phòng thi sắp xếp tối đa 24 thí sinh, bảo đảm giãn cách thông thoáng không sử dụng máy lạnh. Các hội đồng thi tuyên truyền hướng dẫn người nhà khi đưa đón các thí sinh cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt không tập trung đông người xung quanh điểm thi. Chiều nay các em tiếp tục tham gia thi môn Toán, sáng mai là môn tiếng Anh và chiều mai sẽ là môn chuyên đối với các thí sinh dự thi vào hai trường chuyên của tỉnh là trường chuyên Lê Quý Đôn và Chu Văn An.